Nhà vườn áo Phong Sơn gửi lời chào Combi OK. Hôm nay là ngày 27 tháng 4, bước vào một trong những ngày nghỉ lễ. Chúc cả nhà mình có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một vài tác phẩm để bác nào mà có sân đẹp, nhà rộng mà chưa có cây thì các bác giao lưu với nhà vườn Phong Sơn. Đặc biệt bắt đầu bước sang mùa hè rồi các bạn. Mùa hè mà trong sân mùa cây thì nó cũng rất là nắng nóng. Cây cũng vừa làm mát nhà, trang trí đẹp nhà mà nó cũng làm thêm cái dịu mát của mùa hè. Mở đầu tác phẩm ngày hôm nay, đây là cây số 1. Cây này thì các bác vừa xem cả hai mặt rồi. Đấy, cây rất là đẹp, lá đang rất là đẹp. Đấy, giá đầu video thì em để cho các bác cả cây cả chậu là 28 triệu. Đấy, giá duy nhất chỉ áp dụng trong cái video này thôi. Vậy nên bác nào theo dõi được video thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại ở trên màn hình hoặc các bác kết bạn Zalo các bác nhé. Tiếp theo, tác phẩm số 2, một cây long hóa siêu đỉnh, cây già cổ hộ. Đấy, thì em sẽ quay rõ tay đòn cây cút để các bác xem. Bông chia tản vân thì cực kỳ đều rồi. Tay thả, tay rơi, đảo địa rất là đẹp. Đấy, các bác cùng nhìn này, thân già, mốc. Tay cút rất là to, đấy, tử là tử nguyên. Đấy, các bác cùng nhìn cái thân nó to mà nhìn cái cổ nó lắc rất là dẻo. Bởi vì làm được cái đoạn cổ lắc thì nó rất là lâu. Cây mấy chục năm rồi các bác ạ. Đấy, cây trên cốt chậu lâu năm thì các bác chơi cứ hoàn toàn yên tâm. Cây cao từ mặt chậu lên là 2m2, cả chậu nữa thì nó cao khoảng 3m từ dưới đất lên, và tán rộng từ trái qua phải là hơn 3m một chút. Đấy, bác nào có sân đẹp, nhà biệt thự rộng thì các bác chơi một cây này là đẳng cấp rồi các bạn. Cây già cổ hộ. Đấy, những loại cây như này thì các bác thường thường chỉ ở triển lãm các bác mới thấy thôi. Báo giá các bác, cây này là cả cây cả chậu là 68 triệu, chưa bao gồm vận chuyển. Nếu như mà các bác ở gần nhà vườn Phong Sơn thì vận chuyển là ít, còn nếu như các bác ở xa thì nhà vườn Phong Sơn sẽ hỗ trợ các bác một chút cước. Đấy, tiếp theo tác phẩm số 3, đấy, một cây dáng lão bay bay kiểu bàn trà đấy các bác này. Đấy, cây số 3 và cây số 2 thì cùng kích thước tương đương nhau các bác nhé. Đấy, cùng một thợ, cùng một chủ. Cây này thì cao từ mặt chậu cũng 2m2 và tán cũng bay rộng hơn 3m một chút. Trên chiếc chậu dài 2m và ngang là 1m rưỡi các bạn. Đấy, cây này thì nếu mà các bác không cần chậu thì các bác cây dưới đất để chỗ hồ cá nó áng nó bay bay ra thì nó cũng rất là đẹp. Hoặc các bác để chỗ khu bàn trà cũng rất là đẹp. Các bác treo thêm cái lồng chim hay là cái giỏ lan nữa thì nhìn nó cũng rất là thơ mộng. Đấy, tác phẩm số 3 trong ngày hôm nay báo giá các bác là 48 triệu. Tiếp theo tác phẩm số 4. Tác phẩm số 4 là một cây xanh dáng làng tam đa phúc lộc thọ. Dáng này thì các bác chơi cực kỳ là ý nghĩa rồi. Cây thì đẹp, dáng rễ nhìn, dáng rất là dễ nhìn, mà đặc biệt là ý nghĩa phúc lộc thọ, mang phúc lộc tài thọ tới cho gia chủ. Cây này thì chiều cao từ mặt chậu lên là 1m rưỡi, cả chậu nữa thì cao hơn 2m và tán rộng từ trái qua phải là 2m8. Báo giá luôn là 28 triệu các bác nhé. Nếu như mà các bác chỗ này em có 3 cây thì các bác lấy cả cây số 2, số 3, số 4 thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó. Tiếp theo em sẽ ra một số cây ở vườn mới để các bác cùng theo dõi. Đấy, tác phẩm số 5 trong ngày hôm nay. Tác phẩm số 5 là một bộ đôi xanh năm điền dáng tam sơn. Đấy, em đang để trên hai chiếc chậu khác nhau để cho các bác, nếu như các bác mua một cây cũng được, hoặc các bác mua hai cây thì em sẽ chuyển sang hai chậu giống nhau để cho các bác chơi cho nó dễ. Đấy. Cây thì cao từ mặt chậu lên là khoảng 1m6 và tán nó rộng gần 3m, tán khoảng 2m8. Đấy. Nếu như mà các bác mua hai cây thì là giá 38 triệu hai cây bao gồm cả chậu chưa bao vận chuyển. Còn nếu như các bác mua lẻ một cây là 20 triệu một cây. Đấy, cả cây cả chậu chưa bao vận chuyển xanh nam điền. Đấy thì các bác mua một cây cũng được, mà các bác mua hai cây thì càng tốt. Đấy, các bác mua càng nhiều thì giá nó sẽ càng rẻ. Đấy, tác phẩm số 6 trong ngày hôm nay. Đấy, một cây xanh dáng làng. Cây này cao từ mặt chậu lên là 3m1 và tán cây này rộng thì cũng sấp xỉ 3m các bạn. Cây này thì rất là rẻ thôi. Đấy, các bác cùng nhìn cây này thì già các bác nhá. Đấy, em quay gần cho các bác nhìn cái da của nó này. Cây già, da vàng trên cốt chậu rồi. Đấy, chậu này thì dài khoảng 1m8 và ngang nó khoảng 1m3. Báo giá các bác cây này là 18 triệu cả cây cả chậu chưa bao vận chuyển. Đấy, chỉ có 18 triệu một cây xanh rất là to các bạn. Tác phẩm số 7, một cây xanh dáng trực hoành trên sàn đá. Cây này thì có chiều cao từ mặt chậu lên là 2m4, cả chậu nữa thì nó cao hơn 3m
và cây này tán bay cực dài từ trái qua phải là 4m1 các bác ạ. Đấy, các bác cùng nhìn cây này thì các bác chơi một cây thôi, trực hoành chơi cũng rất là đẹp, cũng ý nghĩa. Đấy, tung hoành ngang nhọc, tung hoành ngang dọc lại hiên ngang này các bạn, cây trên sàn đá rồi thì các bác yên tâm, cây này thì hoàn thiện rồi. Thì các bác về chơi các bác chỉ tưới nước thôi. Tại nhiều bác hỏi xanh thì nó có dễ chăm không, xanh là một trong những loài cây dễ chăm nhất các bác ạ. Các bác tưới mỗi nước bởi cây hoàn thiện rồi, các bác không cần phải cho ăn phân bón gì cả. Đấy, tiếp theo tác phẩm số 8, một cây giáng lão mai. Đấy, cây này thì có bộ gốc thì cực kỳ khủng luôn, cây to dáng đẹp mà giá lại rẻ. Đấy, cây cao từ mặt chậu lên là 2m4 và cây này tán bay khoảng 3m các bác nhé. Đấy, chậu dài 1m8 và ngang là 1m4, một cây rất là to. Đấy, các bác cùng nhìn tác phẩm số 8 trong ngày hôm nay thì xin phép được báo giá các bác là 28 triệu cả cây cả chậu, một cây rất là to luôn. Đấy, giá thì em báo là chưa bao vận chuyển, nếu như các bác ở gần nhà vườn Phong Sơn thì có thể là em miễn phí vận chuyển nếu như các bác ở gần. Còn nếu như các bác ở xa thì các bác sẽ phụ thêm cước vận chuyển. Đấy, thì cây thì em có giao toàn quốc nên các bác yên tâm. Tác phẩm số 9 trong ngày hôm nay là tác phẩm số 8 và tác phẩm số 9 gần kích thước tương gần tương tự nhau. Đấy, cũng một cây gốc to, giá cũng rẻ vừa phải để các bác chơi. Đấy, các bác cùng nhìn, cây gốc rất là to, cũng trên chiếc chậu 1m8 và ngang là 1m4. Đấy, cây này, cây số 8 và cây số 9 bằng tiền nhau, 28 triệu một cây. Nếu như các bác lấy hai cây thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy, bác nào ưng tác phẩm nào thì các bác cứ điện trực tiếp cho em qua số điện thoại ở trên màn hình, hoặc các bác cứ kết bạn Zalo các bác nhé. Tác phẩm số 10, một cây xanh Nam Điền rất là rẻ. Đấy, lão mai sinh quý tử. Đấy, cây này thì chỉ hơn chục triệu thôi. Đấy, bác nào mà xem được video này, các bác có không gian nhỏ nhỏ thì các bác chơi cây này cũng được. Cao từ mặt chậu là 1m6 và tán cây này là bay hơn 2m. Đấy, tác phẩm số 10 báo giá các bác là 16 triệu cả cây cả chậu các bác ạ. Tác phẩm số 11, một cây cũng một cây giáng lão. Cây này thì có cái bệ rất là đẹp. Đấy, bác nào yêu cái bệ, các bác chơi hàng kỹ, các bác lúc nào cũng ưu tiên về cái bệ thì các bác có thể tham khảo về cây này. Đấy, cây này thì bệ đặc, bệ rất là đẹp. Đấy, bệ đẹp trên sàn đá mà cây dài. Đấy, mà giá đặc biệt giá lại rẻ. Đấy, đẹp mà còn phải rẻ nữa các bác ạ. Đẹp mà đắt thì có thể là ít các bác chơi, mà đẹp mà lại còn rẻ nữa thì em nghĩ là cũng được nhiều bác ưa chuộng. Cây này thì cao từ mặt chậu nên là khoảng 2m8 và tán cây này thì cũng khoảng xấp xỉ 3m các bạn. Cây này trên chậu dài 2m và ngang là 1m5, báo giá các bác cả cây cả chậu là 22 triệu các bác nha. Đó, bác nào theo dõi được video này thì bác nào ưng tác phẩm nào các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại ở trên màn hình, hoặc các bác cứ kết bạn Zalo. Đấy, kính chúc các cả nhà có những ngày nghỉ thật là vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình. Đấy, video tiếp theo thì em sẽ báo giá một số cây mới, một số cây to. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Cảm ơn các bác rất là nhiều.